khuôn mặt gầy gò, bàn tay khẳng khiu, ánh nhìn lúc nào cũng chậm chậm như một gã mọt sách chính hiệu. Đó sẽ là những ấn tượng ban đầu của bạn khi nhìn thấy Vitalik Buterin, một trong những vị tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất trên thế giới và hiện đang là cha đẻ của dự án tiền mã hóa lớn thứ hai toàn cầu, Ethereum. Tuy nhiên, khi chàng trai này cất tiếng chia sẻ về tiền mã hóa, điều mà tất cả mọi người cần làm chỉ là ngồi xuống và lắng nghe, bởi vì ngay cả Elon Musk, người từng sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới hiện nay, cũng không dám nhường với chàng trai người Nga này. Trong video ngày hôm nay, Coin68 sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đầy cảm hứng về anh chàng Vitalik Buterin, một người ngoài hành tinh đã đến với trái đất chúng ta và tặng cho chúng ta món quà bất khả xâm phạm về sự phân quyền. Nào, mình cũng bắt đầu. Mở đầu. Tôi gặp Vitalik Buterin lần đầu tiên ở Miami trong một hội nghị về Bitcoin vào năm 2014 khi tôi được một người bạn mời đến ở tại một ngôi nhà trên bãi biển cùng với một nhóm các nhà phát triển đang làm việc cho một cuộc cách mạng tiếp theo, một công nghệ được gọi là Ethereum. Họ nói rằng nó sẽ thổi bay Bitcoin. Buterin và khoảng một chục lập trình viên cùng ở chung trong ngôi nhà đó, họ dùng nó như một trụ sở để nhào nặn ý tưởng của mình. Đó là giai đoạn Bitcoin vẫn còn sơ khai, khi giá một BTC chỉ khoảng 800 đô. 3 tháng trước đó, lúc giá Bitcoin thậm chí đã đạt ngưỡng gần 1.000 đô, Thượng viện Hoa Kỳ đã tổ chức các phiên điều trần để tìm cách siết chặt sự quản lý với loại tài sản này. Nhưng thời điểm đó, Bitcoin vẫn còn quá nhỏ để các nhà lập pháp chú ý, nên phiên điều trần này cũng trôi qua êm thấm mà không để lại ảnh hưởng gì đáng kể. Vì vậy, cộng đồng tiền mã hóa đã đổ dồn về Miami với tâm lý rất phấn chấn và rất nhiều tiền mặt để sẵn sàng mua Bitcoin. Tôi nhớ mình thức dậy vào buổi sáng đầu tiên của hội nghị, khi mọi người đã thiếp đi vì kiệt sức sau nhiều ngày chuẩn bị, nút tai, áo chùm kính mít. Bước vào phòng khách chằng chịt dây cáp trên sàn nhà, quấn quanh các chai bia rỗng. Buterin là người duy nhất tỉnh táo ở đó. Anh ấy đang ngồi bên ngoài chiếc ghế ngoài trời, làm việc hăng say. Tôi không làm phiền anh ấy, và anh ấy cũng không chào tôi. Nhưng tôi nhớ ấn tượng mà anh ấy đã tạo ra với tôi vào thời điểm đó. Chàng trai 19 tuổi, xương xẩu, hai tay và cái đầu gầy gò của anh ấy lơ lửng trên chiếc máy tính xách tay, như một con bọ ngựa đang săn mồi, tung ra những cú đánh nhanh nhẹn, đầy sát thương với một tốc độ đánh kinh ngạc. Buterin hóa ra là lý do khiến mọi người tụ tập về căn nhà này. 2 tháng trước, anh ấy đã xuất bản một báo cáo chính thức mô tả một công nghệ vô cùng tham vọng, một công nghệ vượt xa sứ mệnh của Bitcoin là cho phép thanh toán kỹ thuật số theo cách không thể ngăn cản, không qua trung gian và hình dung ra một nền tảng cho mọi loại phần mềm phi tập trung. Tầm nhìn đó đã trở thành một lời hiệu triệu cho một đội quân các nhà phát triển, những người mà sự tham gia vào lĩnh vực này tương đương với một cuộc thập tự chinh công nghệ để tăng cường khả năng truy cập, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, những yêu cầu nền tảng để tạo ra bất kỳ kiến trúc blockchain mở, phi tập trung nào. Mục tiêu của họ là tạo ra một nền kinh tế mới, và trong đó bất kỳ ai cũng có thể tham gia theo các điều kiện của riêng mình. Ở Miami, đội quân nhỏ bé của Buterin đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng cho việc phong chân phước cho người lãnh đạo của mình. Joseph Lupin, một trong những nhà phát triển đang ở tại ngôi nhà này và là một trong số người có vẻ hiểu là Ethereum đủ để giải mã tiềm năng của nó, đã nói với tôi bằng giọng điệu đầy sự tôn trọng rằng Buterin là một người ngoài hành tinh thiên tài đã đến trái đất này để tặng chúng ta món quà bất khả xâm phạm của sự phân quyền. Khi những lời hoa mỹ đó đang được nói ra, Buterin đang lê la trên bãi cỏ, nhìn xuống đất, lẩm bẩm một mình để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện mà anh ấy sẽ dành cho giới thượng lưu Bitcoin vào ngày hôm sau. Đó là những mô tả mà Robert P. Bush, cây viết kỳ cựu của trang thông tin Wire và tờ báo Wall Street Journal dành cho Vitalik Buterin, khi anh chàng này vẫn còn là một thanh niên vô danh ôm ấp ước mơ thay đổi thế giới với phần mềm của riêng mình. Vậy thì Vitalik Buterin là ai? Trở lại nhiều năm về trước, cậu bé người Nga Vitalik Buterin đã làm xôn xao ngôi trường tiểu học của mình ở Canada. Ngay khi còn học lớp 3, cậu đã có thể thực hiện các phép cộng với 3 chữ số số nhanh gấp đôi so với những người bạn khác ở cùng tuổi. Tuy nhiên, Buterin lại không phải là người hướng ngoại, cậu thường xuyên lảng tránh tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp. Thay vào đó, Buterin lại thích một mình làm nhiều việc với những con số và chiếc máy tính của mình. Sau khi hoàn tất các bậc tiểu học, Buterin tiếp tục theo học 4 năm tại trung học Abelard ở thành phố Toronto. Trong thời gian này, chàng trai sinh năm 1994 có cơ hội tiếp cận với một nền giáo dục tiên tiến, giúp anh khám phá ra năng lực và đam mê thực sự của bản thân, và Buterin luôn đứng trong top học sinh có các điểm số cao nhất. Thế nhưng giống như nhiều thanh niên lúc bấy giờ là Buterin bắt đầu bị giới game thu hút. Trò chơi yêu thích của anh lúc này là World of Warcraft, anh thậm chí có thể dành cả ngày cho trò chơi này.
Tuy vậy, niềm hứng thú của Buterin sớm sụp đổ khi nhà phát triển World of Warcraft tung ra bản cập nhật mới, khiến một số chức năng của trò chơi bị thay đổi. Buterin cho biết anh từng khóc ròng, uất ức cả đêm trước sự thay đổi này. Và cũng nhờ vào sự kiện đó, Buterin sớm nhận ra rằng một thế giới ảo như World of Warcraft mà mọi quyết định đều nằm trong tay một thực thể là thực sự quá bất công. Tuy nhiên, trong đầu Buterin là bắt đầu nhen nhóm những ý tưởng về một thế giới phân quyền, nơi mọi người đều có tiếng nói riêng cho mình. Đến với Bitcoin, Buterin lần đầu biết đến có sự tồn tại của một loại tiền điện tử mang tên Bitcoin khi nghe cha mình đề cập. Cha của Buterin từng có một công ty khởi nghiệp trong hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Tuy nhiên, anh lại không hề hứng thú tham gia làm việc cùng cha vì nghĩ rằng một đồng tiền mà không có giá trị nội tại sẽ chẳng thể đi đến đâu. Vậy nhưng mặc dù không quan tâm nhưng Buterin lại bị đặc điểm phân quyền, không thể kiểm soát của Bitcoin thu hút. Và cứ như thế Buterin bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Bitcoin. Từ đây, chàng thanh niên sinh năm 1994 này dần bị thúc đẩy bởi ý tưởng tạo ra một thế giới phi tập trung phân quyền, nơi quyền không bị tập trung vào một thực thể. Buterin bắt đầu tham gia hàng loạt các diễn đàn lớn liên quan đến Bitcoin, và khi càng tham gia và tìm hiểu sâu hơn, anh lại càng nhận thấy tiềm năng to lớn của công nghệ đứng sau đồng tiền mã hóa này. Chàng thanh niên Buterin muốn tạo ra một token mới, tuy nhiên lúc này anh lại chưa có đủ khả năng và tiềm lực cần thiết. Sau đó, Buterin đã tìm đến những công việc được trả lương bằng Bitcoin. Với công việc viết blog, anh nhận được cho mình 5 Bitcoin mỗi bài, tận 5 Bitcoin và tương đương với chỉ khoảng 3,5 đô tại thời điểm đó. Quá trình viết blog giúp Buterin tích lũy khá nhiều kiến thức về nền kinh tế blockchain và đồng tiền số Bitcoin. Các bài viết của anh đều thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng, trong đó có Mihai Alisi, một người cũng có niềm đam mê với đồng Bitcoin. Cả hai sau đó quyết định thành lập một tạp chí Bitcoin và ra mắt vào cuối năm 2011. Tại đây, Buterin vừa đảm nhận việc biên tập chính cho tạp chí, vừa làm công việc bán thời gian cho chuyên gia nghiên cứu mật mã Goldberg. Cũng trong thời gian này, Buterin theo học tại Đại học Waterloo. Tháng 5 năm 2013, Buterin tham gia hội nghị Bitcoin tại California với tư cách đại diện cho tạp chí Bitcoin, và đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến sự lớn mạnh của cộng đồng người dùng Bitcoin. Sau lần tham gia hội nghị, Buterin quyết định không theo học đại học nữa, và bằng số Bitcoin tích lũy của mình, anh bắt đầu chu du khắp thế giới và đến những nơi đồng Bitcoin được chấp nhận để khám phá tính ứng dụng và tìm cách cải thiện đồng tiền này. Buterin sau đó đã lên ý tưởng về dự án và thuyết phục mọi người cùng tham gia, nhưng có vẻ không ai mặn mà cho lắm. Vậy thì cuối cùng, Buterin quyết định tự triển khai dự án theo cách của riêng mình. Hành trình xây dựng Ethereum. Vào cuối năm 2013, Vitalik Buterin đã mô tả ý tưởng của mình trong một bản báo cáo, sau đó gửi cho một vài người bạn của mình. Những người này sau đó đã gửi nó đi xa hơn. Kết quả là khoảng 30 người đã liên hệ với Vitalik để thảo luận về khái niệm này. Dẫu vậy, vào thời điểm đó, khái niệm về Ethereum vẫn còn nghiêng rất nhiều về tiền tệ. Những ý tưởng này đã thay đổi dần dần theo thời gian. Khi hoàn thành được ngôn ngữ lập trình cho mạng lưới này, nhóm ứng dụng mới liên tục được tìm ra không ngừng và gần như mỗi ngày. Vào cuối tháng 1 năm 2014, nhóm phát triển đã nhận ra rằng việc tạo một bộ lưu trữ tệp phi tập trung là tương đối dễ dàng và các khái niệm như đăng ký tên có thể trở thành hiện thực với chỉ một vài dòng mã. Đội ngũ Ethereum đã từ từ cải tiến ý tưởng của Vitalik và dần dần định hình nó thành Ethereum ngày nay. Dự án được công bố rộng rãi vào tháng 1 năm 2014 với dạng nhân sự cốt lõi gồm Vitalik Buterin, Mihai Alisi, Anthony DeLorio, Charles Hoskinson, Joe Lubin và Gavin Wood. Buterin cũng đã trình bày Ethereum trên sân khấu tại hội nghị Bitcoin ở Miami, chính là sự kiện chúng ta đã nói đến ở đầu video. Và chỉ vài tháng sau, nhóm đã quyết định tổ chức một đợt crowd sell ETH là token gốc của mạng lưới để có tiền tài trợ cho dự án được phát triển. Cũng trong khoảng thời gian đó, bản thân Vitalik đã nhận được học bổng Thio với số tiền là 100.000 đô. Thông qua crowd sale, nhóm đã huy động được hơn 31.000 BTC từ cộng đồng tiền điện tử, lên tới khoảng 18 triệu đô ở thời điểm đó. Với số tiền huy động được, cả đội đã thành lập Ethereum Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, được giao nhiệm vụ giám sát sự phát triển phần mềm nguồn mở của Ethereum. Bất chấp một số sự xáo trộn, chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng của Ethereum là một trong những chiến dịch gọi vốn thành công nhất thị trường tiền mã hóa, và nó đã thu được sự chú ý của các trang tin tài chính lớn, bao gồm cả một trang tin tài chính lớn nhất thời bấy giờ là The Wall Street Journal. Trước khi chính thức ra mắt Mainnet, quỹ đã phát triển và thử nghiệm một số nguyên mẫu có tên mã của nền tảng Ethereum. Một phiên bản có tên Olympic là phiên bản cuối cùng trong số các nguyên mẫu đó, cũng như bản phát hành trước khi phiên bản beta công khai.
Vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, phiên bản Ethereum công khai đầu tiên được gọi là Frontier đã được phát hành. Nó vẫn chỉ ra mắt là một lần thử nghiệm vì nó có định dạng trần trụi chỉ với một dòng lệnh. Nhưng phiên bản này vẫn cho phép các nhà phát triển thử nghiệm trực tiếp với mạng lưới này bằng cách xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Sau khi nền tảng này được cả nhà phát triển và kiểm toán viên coi là đủ ổn định, nó đã chuyển sang phiên bản Homestead. Việc di chuyển xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2016, khi mạng Ethereum có bản phát hành sản xuất chính thức đầu tiên. Sự xuất hiện của nó bắt đầu chứng minh thế hệ tiếp theo cả công nghệ blockchain. Nó mang lại nhiều tự do hơn cho các nhà phát triển và dễ sử dụng hơn đáng kể. Từ đây, phía nhà phát triển đã có thêm nhiều sự lựa chọn mới. Trên thị trường lúc bấy giờ, Ethereum được xem như là thế hệ blockchain tiên phong. Số lượng nút trên Ethereum nhanh chóng đạt con số 5.100, gần ngang bằng với mạng Bitcoin với 6.000 nút. Vụ HDAO và Ethereum Classic. Khi đang trên đà phát triển thuận lợi, thì ngày 17 tháng 6 năm 2016, sự kiện tấn công DAO, viết tắt của tổ chức tự trị phi tập trung Decentralized Autonomous Organization, xảy ra và vĩnh viễn làm thay đổi lịch sử của Ethereum. Chi tiết về vụ tấn công, mình sẽ để nó phần miêu tả của video này, vì nếu nói thêm ở đây sẽ thành quá dài, các bạn chỉ cần biết tóm tắt là như thế này. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2016, một nhóm nào đó đã tiến hành bòn rút tiền và theo chiếc cấu trúc của DAO, số tiền hacker đánh cắp thời điểm đó đã là lên tới 50 triệu đô lúc bấy giờ. Giá Ether lập tức lao dốc từ 20 đô xuống còn chỉ dưới 13 đô. Lúc này nhóm phát triển của Ethereum lại cho biết họ không liên quan gì đến DAO và sự cố hack vừa xảy ra. Đội ngũ Ethereum tiến hành ngăn chặn việc trước tiên bằng cách là chuyển sang các hợp đồng thông minh khác. Vậy nhưng đây chỉ là biện pháp tình thế, không thể ngăn chặn hoàn toàn được sự cố. Vì thế mã DAO vẫn có thể được viết ra, tin tặc sẽ vẫn ẩn nấp như người dùng để yêu cầu bồi thường. Một số đề xuất can thiệp đã được nhóm khởi xướng. Trong thế giới tiền mã hóa, những cuộc thay đổi cấu trúc hệ thống như vậy còn gọi là fork. Lúc đầu, người ta đã đề xuất một soft fork, nó giống như là một nút thiết lập lại toàn bộ mạng phi tập trung. Có nghĩa toàn bộ hệ thống của Ethereum sẽ khôi phục lại từ đầu, loại bỏ toàn bộ DAO đồng hoàn lại tiền cho nhà đầu tư. Vậy nhưng đề xuất trên lại vấp phải vô số ý kiến phản đối, tạo chia rẽ lớn trong cộng đồng Ethereum. Thuộc tính cơ bản của một mạng blockchain chính là tính phân quyền. Phi tập trung có nghĩa là toàn bộ quyền quyết định phải nằm trong tay cộng đồng người dùng. Và nếu như thực hiện cuộc can thiệp vừa nêu là nguyên tắc phân quyền đã bị phá vỡ. Hậu quả tất yếu cho những mâu thuẫn trên đã khiến cho hệ thống chỉ có sự lựa chọn duy nhất là hard fork. Như vậy, một phiên bản mạng Ethereum hoàn toàn mới sẽ được tạo ra nhưng không hoàn toàn giống như so với bản gốc. Người dùng lúc này phải đứng giữa lựa chọn tiếp tục ở lại với phiên bản gốc của Ethereum hay chuyển sang mạng mới sao chép. Cuối cùng, cuộc hard fork mạng Ethereum cũng diễn ra với số phiếu tán thành liền lên tới 89%. Cuộc phân tách nền tảng Ethereum chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2016. Mạng mới được hình thành lấy tên Ethereum Classic để phân biệt với mạng gốc Ethereum. Những câu chuyện bên lề. Hồi tháng 6 năm 2017, từng xuất hiện thông tin rằng Vitalik Buterin đã mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Tin tức thất thiệt này đã khiến Ethereum bay hơi 4 tỷ đô vốn hóa. Sự việc bắt đầu từ 4chan, nền tảng chia sẻ hình ảnh troll, đã tung ra tin đồn về cái chết của nhà sáng lập Ethereum. Mặc dù chỉ là tin đồn thất thiệt nhưng nó cũng đủ để khiến cộng đồng Ethereum một phen chao đảo. Đến nỗi chính Vitalik Buterin phải trực tiếp ra mặt khẳng định mình ổn trên trang Twitter chính của anh, với một bức ảnh chụp bản thân đang cầm tờ giấy ghi số block mới nhất của Ethereum. Nhờ đó, vốn hóa của Ethereum mới dần được phục hồi. Sự kiện này lại càng cho thấy nhà sáng lập trẻ tuổi của Ethereum có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào lên tới cộng đồng. Chặng đường tiếp theo cùng ETH 2.0. Vitalik Buterin là con người khó ai có thể ghét được, khi tất cả những gì chàng trai này quan tâm chính là sự cải tiến mỗi ngày của đứa con tinh thần Ethereum. Thi thoảng người ta sẽ thấy anh xuất hiện trong những cuộc tranh luận trên Internet, nhưng tất cả những chủ đề đấy cũng chỉ hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật. Tuyệt đối, Buterin không bao giờ dính dáng đến những câu chuyện pom and dump. Trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới vào tuổi 27 ở đầu năm nay, cũng như được tờ báo danh tiếng Time gọi tên trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021, có lẽ cũng chẳng phải là những gì Vitalik mưu cầu. Những gì mà chàng trai gầy gò này đang hướng tới là sự phát triển của Ethereum 2.0, hướng đến một siêu tiền tệ có thể thay đổi cả thế giới, như ước mơ mà anh đã hướng tới trong suốt 8 năm qua. Và khi giấc mơ đó trở thành hiện thực, chúng ta sẽ là những người được hưởng lợi. Và đó là tất cả những gì về anh chàng Vitalik Buterin mà mình muốn chia sẻ với các anh em trong buổi ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hãy like cũng như để lại một subscribe cho kênh 68 cũng như nhấn chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất về thị trường tiền mã hóa cũng như những câu chuyện sắp sửa được kể trong thời gian sắp tới.